chào buổi sáng quý vị và tất cả các bạn. Hôm nay là 5 giờ kém buổi sáng. Bây giờ bánh được hợp ý đã chuẩn bị một nhiệm vụ nhỏ nhỏ vui vui. Honey, there's a mission to. Thank you. Oh, you're killing me. Chào các bạn. Victor, nhiệm vụ đầu tiên. Hoa, nhiệm vụ đầu tiên. Thành viên nữ hãy đi tìm những mảnh logo của chương trình tại địa điểm người ta có thể thưởng thức nghệ thuật thứ bảy và mang tên là ngày giải phóng thị xã là gì. Với các gợi ý sau: vị trí số 1, tên thành viên nữ gạch 15; vị trí số 2, tên thị xã gạch tháng sinh của bạn; vị trí số 3, nơi khởi nguồn của cảm giác mát lạnh. Có cái sân khấu kịch nào tên là ngày giải phóng? Coi không? Cái dạp chiếu phim hay là cái ngày 23 tháng 4. Hôm qua khi ra bán cơm thì thấy dạp đối diện khách sạn người dân nói về ngày giải phóng của thị xã là gì, ngày 23 tháng 4, thì mình nhớ tên của dạp đối diện khách sạn là đúng như vậy. Cảm ơn. Khi Vita hiểu nội dung của nhiệm vụ thì khi cố gắng kiếm logo đầu tiên thì chỉ thấy logo với chữ H thì nghĩa là của hoa, thì Vita không dám lấy vì nó là lỡ đảo. Thì đi kiếm tiếp, nhìn trên chỗ ngồi của phải có logo của Vita, không có gì hết. Hai, ba, logo, phong bì của hoa nha. Thành viên nữ hãy đánh thức bạn đồng hành để ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ trong phong bì kèm theo. Có mấy cái? Hai cái. Thêm một cái nữa. Còn. Ba, nhiệm vụ dành cho thành viên nam là hãy đến vườn hoa Trí Anh lấy cờ cùng phong bì nhiệm vụ của chương trình để thực hiện phần nhiệm vụ tiếp theo. Lấy được cờ trước, đội chơi sẽ được 3 điểm. Khi đọc bản tiếng Anh nó nói là the place of pleasure and refreshment. Thì đối với Vita là đó là nhà vệ sinh. Cái này xem thực hiện luôn nhá. Này. Chạy theo đi nhanh anh. Không biết gì hỏi gì hết. Chúc mừng bạn Hòa đã lấy được cờ. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo đây. Thành viên nam hãy đưa bạn đồng hành nữ của mình tới vườn hoa Trí Anh nhanh nhất có thể, được phép sử dụng điện thoại. Đội có thành viên nữ đến đích trước sẽ được thưởng thêm 5 điểm. Hòa,
Hoa, bạn đã chạy xuống đầu tiên, sau đó bạn đã chạy lên phòng của Richie mà không thấy Richie xuống. Vì Richie chưa có ngủ dậy. Giờ này Hoa cũng quen dậy rồi nên là khi mà Richie dậy thì Hoa cũng luôn. Thế là Hoa, bạn đã lấy 3 cái logo là 3 điểm, đưa mấy cái logo cho đi trước, thế là thêm 3 điểm nữa, tất cả là 6 điểm. Vita lấy được 3 logo, thế là 3 điểm. Hoa về đây trước, lấy cái cò, thế là thêm 3 điểm nữa. Rồi đưa Vita về trước, thế là thêm 5 điểm nữa, tất cả là 11 điểm. Lúc nào mà bọn em thắng thì bao giờ cũng được ít điểm hết á. Chỉ vì Richie hiểu lầm thôi, hôm qua còn người Richie đã nghĩ còn người đã nói Richie phải mang đồ hết buổi sáng nên là Richie đã bắt đầu lấy đồ, nhưng cuối cùng thì Richie hiểu là không cần. Có lẽ là Richie chưa có sẵn sàng tinh thần cho nên là tỉnh táo hơi lâu một chút, không sao. Hoa có cảm giác là Richie chưa có sẵn sàng cho cái cuộc chơi này và không có luôn luôn ở trong cái tinh thần là mình đang chơi. Richie nghĩ là chắc là chỉ chơi cho vui thôi. Nghĩ ngoài chưa sức cho lần sau đi. Với lại hai người cũng không có nhiều cái để hiểu nhau. Rất là thất vọng bởi vì Richie không hiểu được vấn đề là trước đấy mình rất là cố. Mình thua rất là nhiều điểm rồi. Bây giờ mình hy vọng là anh ấy cố gắng để cả hai người cùng cố gắng hơn. Và Richie đang thua xa Vita và Quang Hòa thì vẫn không sao. Hôm nay có rất nhiều trò chơi và Richie và Bom sẽ cố gắng hết sức và chắc chắn là sẽ thắng. Chào mừng hai đội đến thành phố Vũng Tàu. Cái nhiệm vụ đầu tiên ở Vũng Tàu liên quan đến làm đẹp. Trong thời gian 30 phút, thành viên nữ dựa vào sự tư vấn của bạn nam đội mình và một chuyên gia mà chương trình cung cấp, phải đội tóc giả, gắn mi giả, tạo nốt ruồi giả và trang điểm bằng mọi cách sao cho người khác không nhận ra bộ tóc giả mà mình đang đội. Sau đó, mỗi đội đi hỏi 15 người về những đặc điểm không tự nhiên trên cơ thể mình. Mỗi người không nhận ra bộ tóc giả được tính một điểm. Lưu ý, thành viên nữ không được nói và phải đứng cạnh người dân 1 mét. Yeah. Xin chào. Tóc giả của Vita, tóc giả của Hoa. Và bây giờ 30 phút để trang điểm bắt đầu. Sau khi làm tóc xong thì có thể thay cái này nữa. Được, chứ không? Mình làm thay cái này để chắc chắn trước. Ôi dồi ôi, cái tóc này. Em không cần phải đánh mắt cho chị đâu, vì như thế sẽ nhìn thấy lông mi giả dễ hơn. Ôi trời ơi, đừng sờ vào để người ta làm. Không đạm chạm vào. Mặt chị mặt quần chúng ấy, nhìn ai cũng giống mình, chả có gì đặc biệt. Nên nhìn quen quen. Thì em phải giấu cái này đằng sau này hay là gì đó. Trông thật đấy, không nhận ra đâu. Hello. Cho chị cái nốt ruồi đây. Ngay đây. Rất là không tự nhiên. Ok. Em cài cho chị cái sợi dây để cài cho nó chặt xuống á. Hai mươi phút của hai bạn chính thức bắt đầu. Bình tĩnh, không phải chạy là hỏng tóc. Chu mỏ lên, bắt chấp chấp thì ai biết là hai điểm giả, hả? Hiểu không? Anh ơi, xin lỗi cho em làm phiền hai anh chút nhá. Chị anh ngắm cô gái trong 30 giây và anh nhận ra những điểm nào không tự nhiên trên gương mặt cô ấy không? Nếu mà có thì anh ghi vào giấy cho em. Ok. Anh ngắm đi, hai anh luôn. Rồi, được, đây em ghi chậm. Dạ. Tài nhân của cô ấy.
Cảm ơn nhiều nha. Rồi, bắt đầu từ anh. Rồi, từ đây ạ. Nếu có thì hãy trả lời. Anh ghi tên chưa em? Ghi tên của em. Anh ghi điểm nào không tự nhiên trên gương mặt? Không tự nhiên không? Em phải chớp mắt đây này. Được không? Đấy. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị nhá. Thank you sir. Thank you so much. Bây giờ em ngắm chị này, em thấy điểm nào không tự nhiên trên gương mặt chị ghi tên cho anh. Ghi tên và cái điểm không tự nhiên. Cảm ơn em. Richie rất giỏi trong những cái công việc, những cái thử thách mà phải giao tiếp với cả người dân. Tại vì là rất là khéo miệng ha. Về cái thử thách này thì cũng khó ở một chỗ là cái tóc này thực ra nhìn rất là giả. Quan trọng là mình phải đánh lạc hướng người ta vào những cái điểm khác trên gương mặt thì maybe là mình đã làm đúng không? Bây giờ phải kiểm tra kết quả. Người đầu tiên mà là lông mi thì là 1 điểm. Người thứ hai vì ta cái đó khổ quá. Mũi. mũi vì ta có giả không? Chị sửa mũi ở đâu đây? 2 điểm. 2 điểm. Người thứ ba mắt. 3 điểm. Miệng. Miệng giả. Rồi. Giả quá. 4 điểm. Nốt ruồi. 5 điểm. 5 điểm. Người thứ sáu cũng là nốt ruồi. Cười không tự nhiên. Thế là 7 điểm. Cười. Thế là 8 điểm. Tay không tự nhiên. 9 điểm. Lông mi. 10 điểm. Lông mi là 11 điểm. Lông mi và tóc. Thế là không được điểm. Điểm không tự nhiên là cái mũi khác. Cái mũi khác thường. Ok, 12 điểm. Và người cuối cùng. Điểm không tự nhiên là lỗ mũi và khóe miệng. Chúc mừng Hòa và Vita. 13 điểm. Được 13 điểm tất cả. 13 điểm. Người đầu tiên đoán là tóc không được điểm. Mình phải đánh lạc hướng người ta vào những cái điểm khác trên gương mặt thì maybe là mình đã làm đúng đúng không? Người thứ hai đoán là cái mũi. Mũi mình quá đẹp. Nhưng không tự nhiên. Ok, 1 điểm. Không tự nhiên. Mà không biết là không cái gì không tự nhiên cho nên không là... rồi. Nhưng mà về cơ bản được điểm phải là 2 điểm. Lông mi 3 điểm. Người thứ năm đoán là xinh. Yeah, xinh không tự nhiên. Yeah, được 4 điểm. Người thứ sáu ánh mắt nhìn không tập trung. Bởi vì em cứ như này, em 5 điểm. Cái này mới thua. Tại sao người ta biết em như vậy? Bị bình. Giật mắt. Sáu điểm. Người thứ 8 smile beautiful. Yeah. Ok, 7 điểm. Người thứ 9 nốt ruồi trên mũi. Cho chị cái nốt ruồi đây. Ngay đây. Thế là được 8 điểm. Nụ cười 9 điểm rồi. Nốt ruồi 10 điểm. Cầm. Cầm tự nhiên à? Tại vì biết sao có cái mụn ở đây. Rồi, 11 điểm. 13, nốt ruồi. Thế là 12 điểm rồi. Người 14, nốt ruồi ở mũi. 13 điểm. Và người cuối cùng, hay tay có chấm đỏ. Cái này là tự nhiên. Chúc mừng Hoa và Richie được tất cả 14 điểm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thử thách về vận động. Thì bây giờ mấy cái bạn khởi động. Chào mừng hai đội đến với thử thách tiếp theo. Hai đội chơi đua xe đạp để lấy cờ của chương trình theo quy định từng hiệp như sau. Hiệp 1, hai thành viên nữ đua xe đạp lấy cờ và quay về vị trí xuất phát. Hiệp 2, hai thành viên nam đua xe đạp lấy cờ và quay về vị trí xuất phát nhưng với quãng đường xa hơn. Hiệp 3, hai đội đua xe đạp đôi tới đích là cổng chính nhà hàng Lan Rừng. Hiệp 1 và hiệp 2, mỗi hiệp thắng được 3 điểm, riêng hiệp 3 thắng được 5 điểm. Thế là hiệp 1, nữ đua vội nữ. Chính thức 3, 2, 1, bắt đầu! Hiệp
lâm tặng vào. Cố lên bao, cố lên bao, cố lên. Kiểu Sài Gòn thì thường đi xe đạp từ Bình Hàn đi quận 7, từ quận 7 đi quận 3. Đây là một rất bình thường. Ngay sau này là hiệp thứ hai là Nam thi đua với Nam. Bạn có tự tin giành thắng Hòa được không? Tự tin. Hòa thì không tự tin cho lắm bởi vì nhìn Richie có vẻ rất là dáng thể thao. Nên như là Hòa sẽ cố gắng hết sức để đạp. 3, 2, 1, bắt đầu! Thắng. Richie sẽ cố gắng cho nên là Richie sẽ thắng. Hiệp 2 đã kết thúc. Richie đã thắng và được 3 điểm. Bây giờ đến hiệp cuối cùng là cả hai thành viên trong đội sẽ phải kết hợp. Vì em chơi so với Hòa quá mệt thì không biết thì làm sao để có thể đạp tiếp. Rất là khó và rất là nắng và nóng cực kỳ. Ít nhất là có lẽ không có đủ sức để chiến thắng, nhưng có đủ sức để về đích. Không có kế hoạch gì à? Tại vì lần nào kế hoạch cũng thua hết, cho nên là bây giờ không bàn trước kế hoạch nữa. Nhưng mà ai ngồi trước, ai ngồi sau? Nghĩ là chắc là em sẽ ngồi trước. Em ngồi sau. Em ngồi sau. Bởi vì ngồi sau đạp sẽ nhanh hơn, đạp sẽ mạnh hơn. Anh Tình. Hiệp thứ 3, 3, 2, 1, bắt đầu! Hai, em ơi, ok. Thoải mái em. Cô ơi, nhớ ai nhớ ai nhé. Đi ta dừng chân lại để hòa đạp. Rồi, ok. Em đấy, em đạp đi, em trò chân ra đi. Dạ, cổng to này, cổng to này. Dạ. Đúng rồi, phanh đi, phanh đi. Ngã. Dừng anh. Cả hai đều hơi hơi, nhưng mà đã thắng hiệp này. Phần này thì hai người không kết hợp phần ý. Thì là chấp nhận thua. Cảm thấy rất là sung sướng nhưng mà mệt quá. Khó nhất khi đạp đôi là cái gì? Khó nhất là hả? Lên núi. Lên núi hả? Nhưng mà không, đạp đôi là em với anh khi nào khó nhất. Thì khó nhất. Không có gì khó. Không có gì khó. Khó nhất là vẫn là phần đạp cho cùng một tốc độ. Cái thứ hai là cái tay lái đằng sau hơi lạnh nên là nhiều khi mà làm cho Rita hướng này, tay lái Rita hướng này nhưng tay lái Hòa lại hướng này nên bị lệch xe. Thưa đại thiết, tiếp theo sẽ liên quan đến ẩm thực. Bây giờ mấy các bạn vào nhà hàng lăn rừng về để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Trọng, quản lý nhà hàng này. Chào các bạn đến với Lan Rừng Resort. Mời các bạn thưởng thức các món ăn đặc sản của Lan Rừng Resort chúng tôi. Và đây là một phần nhiệm vụ. Đây là món mực rang muối lan rừng, salad cá ngừ, và món nổi tiếng cũng là rất là ào rút lột phô mai.
tiếp tục là món cơm chiên ăn rừng. Chúc các bạn ngon miệng và may mắn. Cảm ơn. Xin mời các bạn bắt đầu thưởng thức. Em đẹp không? Bây giờ mình phải vừa ăn và vừa nghĩ nhiệm vụ tiếp theo là gì đây. Nhưng mà sao mực này khác với mực khác? Tại vì nó to hơn. Mực rang muối lang rừng. Các bạn vừa thưởng thức một bữa ăn rất ngon đúng không? Thích món nào nhất, Richie? Mực xin nhau. Thích hào nước phô mai, nước lò phô mai. Nhưng mà bây giờ... Sau khi được thưởng thức 4 món ăn đặc biệt của nhà hàng Lan Rừng, bao gồm cơm chiên Lan Rừng, salad cá ngừ, đậu Hà Lan, cà chua trứng, hàu đút lò phô mai, mực rang muối Lan Rừng, hai đội có nhiệm vụ phải đoán giá những món ăn này. Đối với mỗi món ăn, đội đoán giá tiền thấp và sát với giá gốc món ăn đó trong thực đơn nhà hàng hơn sẽ được 2 điểm. Đội đoán tổng giá tiền của 4 món thấp và sát với tổng hóa đơn thanh toán hơn được 3 điểm. 80.000 một con. Con nào? Cơm chiên salad. Hàu đút lò phô mai. Thế là món đầu tiên là gì? Món đầu tiên là chiên lan rừng. Ok. Đây, thế là đoán 120.000. 120.000 một đĩa. Bên hoa là bao nhiêu? 195.000. 195.000 còn giá thật. Thế là thắt hơn là đội của Hoa và Vita được 2 điểm đầu tiên. Món thứ hai salad cá ngừ. Bên Hoa là bao nhiêu? 125. 100. Tôi. Không có phải nhá. Đây, salad cá ngừ, đậu Hà Lan, cà chua trứng. 120.000. Thế là Hoa xin lỗi. 125 à? Xin thì 125. Chúc mừng Hoa về Vita. Món tiếp theo mực rang muối. Giá thật là 160.000. Em đoán là 80, nhưng đây là 225. Thế là Hoa về Vita thêm 2 điểm nữa. Thế là 6 điểm rồi. Còn một món nữa là phô mai. Là em đoán 80, đây là 100.000. 110.000 một con. 120.000 một con. Trời ơi, quá rồi. Vì đây là nhà hàng 5 sao mà. 18.000. Anh cũng không thắng. 18.000. Cái phần đầu tiên của thử thách này là đội của Hòa và Vita được 6 điểm. Đội của Hoa và Richie. Không điểm. Đội của Hoa tổng view là 560.000. Đội của Hoa và Richie 985. Tổng giá cả của bữa ăn này là 695.000. Việt Nam đồng. 695 thôi. Thế là chúc mừng đội của Hoa và Vita được thêm 3 điểm. Thế là... Bây giờ còn một thử thách nhỏ. Các thành viên nước ngoài phải thực hiện nhiệm vụ đoán tên gọi đầy đủ của 10 loại thủy hải sản của nhà hàng và phải giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Trả lời sai, nhường quyền trả lời cho đội đối phương. Mỗi con vật đoán chính xác theo tên gọi quy định của nhà hàng được 1 điểm. Thế là mình bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. 1, 2, 3. Vita. Nghèo. Đúng không? Không. Không đúng. Lucy. Sò. Còn từ sông. Sò diệp. Sài. 3. Đóng người đi anh. Wait. I said sò. Sò huy. Sò huy. Sò huy. Đúng rồi mà. Ok, 1 điểm về đội của Richie và Hoa. Mời món thứ hai xuất hiện. 3, 2, 1. Richie. Nghèo. Ok, chính xác. Thêm 1 điểm, thế là 2 điểm rồi. Bình tĩnh thôi Vita, không có gì phải vội. Không, nhưng không em không thấy cái đó. Và không nhổ vì không biết uống kia. Không sao. Không gì phải vội. Món thứ 3 nha. 3, 2, 1. Richie. Móng tay. Sao?
tay Chúa. Móng tay Chúa. Dạ, móng tay Chúa. Là chính xác là... Thôi, chưa nói hết. Thôi, móng tay Chúa. Vì sao nói nhanh quá. Đúng rồi mà. Thế là thêm một điểm, thế là 3 điểm rồi. Khi nào đến lượt mình nói, hăng nói Vita nhá. Bom thứ tư xuất hiện. 3, 2, 1. Richie. Cái này là rất ngon. Tên là... Tên của con này rất là đơn giản là... Đây là 3. Con súp. Đúng không? Chính xác. Richie, 4 điểm. Nói dài quá, em tưởng anh không nhớ. Mời món thứ 5 xuất hiện. Em biết gì, em rất chậm. 3, 2, 1. Lại Richie. Cái này là tôm số 7. Chắc 5 điểm. Richie và Mom sẽ cố gắng hết sức và chắc chắn là sẽ thắng. Món thứ 6. 3, 2, 1. Chính xác à? 6 điểm. Tuyệt vời. Con mà Richie thích nhất. Mời món thứ 7 xuất hiện. Ôi dồi, con này to. Con này to lắm Richie ơi. Có cắn không anh? Có cắn. Thế là tốt quá. Có cắn. Thế là món thứ 7. 3, 2, 1. Vita. Cô Đình. Vita. Chúc mừng Vita. Con mất điểm. Vita thưa lại đây. Mời món thứ 8 xuất hiện. Cũng to như thế hả? Ơi. 3, 2, 1. Richie. Cá. Bóng. Bốn. 7 điểm cho Richie, 1 điểm cho Vita. Mời món thứ 9 xuất hiện. Lại là bự như thế. Đây. 3, 2, 1. Lại Richie. Trước. Có. Thế là lobster. Tiếng Việt là một từ khác. 3, 2, 1. Hết rồi. Tôm hùm. Tôm hùm. Đó là sai. Không phải. Tôm hùm. Richie. 3. Cũng là tôm hùm mà. 2. Đúng không? Không. Đây là cái gì? Đây là món gì anh? Tôm kẹp. Tôm kẹp. Tôm kẹp. Rồi. Tôm kẹp hả em? Tôm kẹp. Mời món thứ 10 cuối cùng xuất hiện. Cố gắng lên nhá. 3, 2, 1. Ốc hương. Chính xác. Đây là chúc mừng Richie trong thử thách này giành được 8 điểm. Yeah. Vita, 1 điểm. 1 điểm thôi. Nhưng mà bây giờ mình rời khỏi nhà hàng này, chia tay với biển xinh đẹp và bước lên đường thôi nhá. Mày cái bạn.